Thôi ba cũng không biết nói gì ngoài cái việc là chúc mừng con gái. Ừ, dạ, mẹ yêu con. Chúc mừng tân chủ khoa. Sân khấu kịch Phú Nhuận vừa cho ra mắt khán giả vở kịch Hung Thủ. Đây là vở diễn mang màu sắc trinh thám, được đạo diễn Vũ Xuân Trang tâm huyết dàn dựng. Từng thực hiện nhiều vở kịch kinh dị thành công, với vở mới này, Vũ Xuân Trang làm mới mình qua câu chuyện nhiều kịch tính và thủ pháp dàn dựng hồi hộp lôi cuốn. Câu chuyện kịch xoay quanh gia đình ông Tùng, một gia đình hạnh phúc, ấm êm. Cho đến một ngày kia, cô con gái Bảo Vi trở về sau chuyến du học và ông Tùng bỗng nhiên bị đột tử, mang theo nhiều bí mật. Chưa bao giờ đang dàn dựng cái kiểu này, cái thể loại này, cho nên mình thích và mình quyết định là mình ngồi mình bắt tay, mình sửa từng chút chung với cái bạn tác giả và nó cho ra một cái kịch bản đối với Trang nha. Thì Trang thấy là nó rất là đáng xem. Cái đặc thù của kịch trinh thám đó là phải là hại não. Nếu không hại não thì coi như là mình thất bại. Khán giả xem mà đoán trước được cái hung thủ thì là coi như là đang thất bại. Nhưng mà muốn khán giả không đoán trước được thì đang phải gieo tất cả các động cơ của các nhân vật ở trên sân khấu, các nhân vật ở trong vở kịch. Ai cũng có động cơ, ai cũng có thể là hung thủ. Để rồi cuối cùng mình cho ra một cái kết phải thật bất ngờ. Con đã làm đủ mọi cách, nhưng đã quá trễ rồi. Bác Tùng đã không qua khỏi. Dàn dựng vở kịch này, đạo diễn đã tạo nhiều tình huống để cuốn khán giả đến với câu chuyện mình muốn kể. Khán giả không thể đoán được ai là hung thủ. Càng về cuối, kịch càng có nhiều xung đột và chỉ đến khi kết thúc vở, những nút thắt mới được tháo gỡ, mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả. Sau thời gian gắn bó với sân khấu kịch Phú Nhuận, diễn viên Đinh Mạnh Phúc mới có cơ hội nhận được một vai diễn hay, có nhiều đất diễn. Đây là dịp để anh thể hiện khả năng diễn xuất sau quá trình học tại lớp đào tạo diễn viên của nghệ sĩ Hồng Vân. Tôi chỉ thấy cái áo tấm của em trên người của ông Tùng thì ông ta chết. Trong vở hung thủ này tôi đóng vai một người tài xế lái xe cho một ông chủ. Và một người này có một cái tiểu sử, một cái hoàn cảnh sống rất là phức tạp. Anh ấy yêu con gái của ông chủ nhưng mà không có được chấp nhận. Sau cái chết của ông chủ thì mọi chuyện mới được vỡ lở ra. Ở cái nhân vật này thì tôi thích thú nhất là một cái sự lạnh lùng, một cái sự lãng tử, một cái chút gì đó nó lãng mạn. Nhìn bề ngoài rất là hiền lành nhưng mà thực chất là một người rất là nội tâm sâu sắc. Thực sự cái vai diễn này nó rất là hay, nó là một cái màu khác. Từ đó giờ thi chưa bao giờ được đảm nhận cái vai nào nó lại như cái vai này. Tại vai này nó cần đòi hỏi có một cái quá trình rất là sâu sắc. Nói chung là tâm lý của một người mẹ, người vợ mà nó vừa phải uyển chuyển mà nó vừa phải, nói chung cái nội tâm nó phải rất là mãnh liệt. Tại có đôi lúc là phải bảo vệ con mình, nhưng mà đôi lúc có một cái sự nhẫn nhịn và chịu đựng cái người chồng sao. Thi đảm nhận được cái vai này cho nên là Thi rất là tâm đắc, hầu như là nhờ đạo diễn Xuân Trang đã chú cho Thi rất là kỹ. Và trên một như giống như là anh Xuân Trang, anh đã tạo cho Thi một cái điểm nhấn, như là một cái tính cách nhân vật hoàn toàn khác Thi từ trước tới giờ. Vở diễn không có ngôi sao, những diễn viên như Xuân Trang, Hoàng Thi, Lê Lộc, Đinh Mạnh Phúc, Tuấn Dũng, Tấn Nhật, Tâm Thanh, Vương Quyên vẫn đủ sức tạo nên một vở kịch hấp dẫn. Từ nhiều năm nay, sân khấu Phú Nhuận luôn tạo cơ hội cho các diễn viên trẻ. Đây là nơi để các bạn học hỏi, làm nghề từ những bước đi đầu tiên để từng bước tỏa sáng, khẳng định mình. Với sự nghiêm túc, yêu nghề của dàn diễn viên trẻ, vở Hung Thủ đáng được khán giả ủng hộ. Vở sẽ không diễn hàng tuần tại sân khấu kịch Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.